Thưa quý vị, chuyến thăm của ông Zelensky đến nhà máy vũ khí ở tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania bị các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa coi là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng dân chủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26 tháng 9 đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng để thảo luận về kế hoạch chiến thắng mà ông hy vọng sẽ gây sức ép buộc Nga phải đồng ý chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Chi tiết kế hoạch chưa được tiết lộ nhưng ông Zelensky được cho là đã đề nghị các nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính, cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa giận dữ về chuyến thăm của ông Zelensky đến một nhà máy vũ khí tại quê nhà Scranton, bang Pennsylvania của ông Biden hôm 22 tháng 9. Chuyến thăm này bị các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa coi là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ. Trong một bức thư công khai, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, Chuyến thăm này được thiết kế để đem lại lợi ích cho Đảng Dân Chủ và rằng nó tương đương với việc can thiệp bầu cử. Ông cũng yêu cầu Ukraine sa thải đại sứ nước này tại Washington. Người này đã giúp sắp xếp chuyến thăm của ông Zelensky. Ủy ban giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo cũng tuyên bố sẽ điều tra xem chuyến thăm của ông Zelensky tới Scranton có phải là nỗ lực lợi dụng một nhà lãnh đạo nước ngoài để mang lại lợi ích cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris hay không. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích chuyến thăm của ông Zelensky tới nhà máy vũ khí. Ông Graham nói với các phóng viên tại nhà quốc hội rằng, những gì xảy ra ở Pennsylvania là một sai lầm. Người phát ngôn Nhà Trắng Karen Jean Pierre ngày 26 tháng 9 cho biết, không có gì bất thường về chuyến thăm của ông Zelensky tới nhà máy vũ khí và kêu gọi Đảng Cộng Hòa từ bỏ yêu cầu điều tra về tính chất chính trị của chuyến thăm. Chuyến thăm là do chính quyền của ông Zelensky đề xuất. Bà Jean Pierre nói, phía Ukraine đề nghị thăm nhà máy mà các công nhân Mỹ làm việc nơi họ sản xuất ra vũ khí quân đội Ukraine dùng mỗi ngày trên tiền tuyến. Yêu cầu từ phía Ukraine không phải từ chúng tôi, Đảng Dân Chủ. Ông Zelensky dự kiến gặp cựu Tổng thống Donald Trump trong ngày 27 tháng 9 theo giờ Mỹ, mặc dù trước đó có thông tin cho rằng cuộc gặp đã bị hủy. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 22 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi ông Zelensky Ukraine là người bán hàng vĩ đại nhất. Tôi nghĩ ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử, cứ mỗi lần ông ấy đến Mỹ, y như rằng ông ấy lại ra về với 60 tỷ đô la Mỹ trong tay. Ông Trump nói với những người ủng hộ ở Pennsylvania, ông Zelensky rất muốn bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, nhưng tôi sẽ làm khác, tôi sẽ tạo ra hòa bình. Bình luận trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của ông Trump rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và sẽ yêu cầu Tổng thống Nga và Ukraine thực hiện một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng thù địch ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 27 tháng 9 tại New York. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tại một cuộc họp báo ở New York chiều ngày 26 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tôi sẽ gặp ông ấy vào lúc 9 giờ 45 phút sáng mai tại tháp Trump. Trước đó cùng ngày, ông Trump đã đăng một tin nhắn từ Phó Đại sứ Ukraine tại Mỹ, chuyển tiếp yêu cầu gặp mặt của Tổng thống Zelensky tới nền tảng Trump Social của ông. Tổng thống Zelensky chia sẻ, Ông Donald Trump thân mến, tôi hy vọng ông vẫn khỏe. Tôi nhớ cuộc điện đàm gần đây của chúng ta thực sự rất tốt. Tất cả chúng tôi ở Ukraine đều muốn kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng. Và chúng tôi biết rằng nếu không có Mỹ thì điều này không thể đạt được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng hiểu nhau và giữ liên lạc chặt chẽ. Nhà lãnh đạo Ukraine viết thêm và cho biết, ông thực sự mong muốn cuộc gặp mặt với ông Trump. Tôi luôn nói với sự tôn trọng lớn lao về mọi thứ liên quan đến ông đó là điều nên xảy ra. Trước đó có thông tin cho rằng, ông Trump từ chối gặp ông Zelensky vì bất bình với việc nhà lãnh đạo Ukraine thăm một nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ ở Pennsylvania hồi cuối tuần cùng với thống đốc bang George Shapiro của Đảng Dân Chủ. Chuyến thăm thậm chí khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên Đảng Cộng Hòa viết thư đề nghị ông Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã giúp tổ chức chuyến đi này. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định chuyến thăm nhà máy của ông Zelensky không mang bất cứ mục đích chính trị nào. Cựu Tổng thống Mỹ xác nhận gặp ông Zelensky sau khi ông chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine vì không chịu đàm phán với Nga và thi thoảng có những lời lẽ khó nghe về ông Trump. Tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina ngày 25 tháng 9, ông Trump cho biết, Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị Tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi. Ông cũng nhấn mạnh, chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thỏa thuận, ông Zelensky. Không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể thực hiện, các bạn có một đất nước đang bị phá hủy, không thể xây dựng lại được. Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ khiến nước Mỹ ngừng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử. Ông cũng cho rằng ông Zelensky muốn đảng dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Tổng thống Zelensky đang ở thăm New York, dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gặp gỡ các quan chức của Mỹ. Nhân dịp này, ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai ứng viên Tổng thống về kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 375 triệu đô la Mỹ, bao gồm nhiều khí tài, đạn dược và thiết bị quân sự hiện đại. Trong một thông báo, Ngoại trưởng Blinken đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh cho Ukraine rằng Mỹ và Liên minh quốc tế sẽ sát cánh cùng Ukraine. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng thông báo Washington sẽ triển khai khoản hỗ trợ mới này nhanh nhất có thể. Gói viện trợ của Mỹ sẽ bao gồm đạn dược và thiết bị hỗ trợ cho bệ phóng tên lửa HIMARS, đạn chùm và đạn pháo, xe bọc thép và xe hạng nhẹ dùng cho lực lượng pháo binh, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí chống tăng như tên lửa Javelin. TOWS và súng chống tăng AT-4. Ngoài ra, gói viện trợ mới nhất cũng bao gồm các linh kiện, phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, huấn luyện và vận chuyển. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ công bố thêm nhiều gói viện trợ khác, có thể lên tới khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ sau thời điểm ngày 1 tháng 10. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, Mỹ đã cung cấp khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và kinh tế cho Kiev. Hôm 11 tháng 9, Mỹ đã công bố gói viện trợ kinh tế và nhân đạo trị giá 717 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó 325 triệu đô la Mỹ dành cho phát triển các nguồn năng lượng mới, 290 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo và 102 triệu đô la Mỹ cho hoạt động và gia phá bom mìn. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận về động thái nêu trên của Washington. Lữ đoàn cơ giới 72 của Ukraine được trang bị khá tốt với xe tăng T-64, phương tiện chiến đấu PMP-2 và lựu pháo M-109. Tuy nhiên, ngay cả lữ đoàn được trang bị tốt nhất cũng không thể giữ vững phòng tuyến mãi, và hiện lữ đoàn Ukraine đang rơi vào tình thế vô cùng cam co ở thị trấn pháo đài. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Vào tháng 1 và tháng 2 năm 2023, 11 và 12 tháng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lữ đoàn cơ giới 72 của quân đội Ukraine đã hai lần đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Vuleda, một thị trấn pháo đài của Kiev ở khu vực Donetsk. Lữ đoàn cơ giới 72 đã phòng thủ ở Vuleda kể từ đó, bảo vệ một khu vực quan trọng trên tiền tuyến trải dài cả nghìn km, nơi mà tiền tuyến phía nam từ Tây sang Đông sẽ về phía Bắc và luồn qua miền đông Ukraine cho đến tận tỉnh Kursk của Nga. Khu vực quân đội Ukraine đã chiếm một vùng lãnh thổ rộng gần 1.000 km vuông. Tuy nhiên, sau 20 tháng ở Vuleda, lữ đoàn cơ giới 72 gồm 2.000 người đã mệt mỏi, trong khi quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công. Sau khi cố gắng trong gần 2 năm để buộc lữ đoàn Ukraine rời khỏi Vuleda, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 40 của Nga cùng các lữ đoàn và trung đoàn khác hiện đang cố gắng vượt qua và chia cắt lực lượng này. Trên thực tế, Moscow đang dần thành công. Trong khi giao tranh chậm lại ở nhiều khu vực khác, nó có thể tăng tốc quanh Vuleda khi Nga khai thác cơ hội mà họ đã chiến đấu từ đầu năm 2023. Frontier Region Insight, một nhóm phân tích của Ukraine cảnh báo, hay để mắt đến Vuleda vì tình hình ở đó có thể trở nên rất biến động. Moscow thường tấn công bằng hàng chục xe bọc thép và xe máy. Trong khi đó, Ukraine thường loại đối phương khỏi vòng chiến đấu bằng mìn, UAV, pháo và tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, những con đường đi qua Vodiani, cách đó vài km về phía bắc ít nguy hiểm hơn. Tại đây, Nga đang tiến quân với sự yểm trợ của chiến đấu cơ thả bom lượn. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine đã ghi nhận sau cuộc tấn công của Nga trong khu vực vào ngày 22 tháng 9. Lữ đoàn cơ giới 72 được trang bị khá tốt với xe tăng T-64, phương tiện chiến đấu PMP-2 và liệu pháo M-109. Tuy nhiên, ngay cả lữ đoàn được trang bị tốt nhất cũng không thể giữ vững phòng tuyến mãi, và 2 năm là thời gian dài để chiến đấu với một đơn vị không có sự nghỉ ngơi. Sau 15 tháng giao tranh, lữ đoàn này đã kiệt sức và cuối cùng phải luôn chuyển khỏi tiền tuyến trong tháng này, bất chấp việc thiếu các lữ đoàn được trang bị tốt thay thế. Dù vậy, Lữ đoàn cơ giới 72 đã đạt được một thành quả hiếm hoi, đó là bảo vệ thị trấn tiền tuyến trong gần 2 năm trước đối phương lớn hơn về lực lượng. Hiện nay, lữ đoàn này cần sự hỗ trợ nếu không được thay thế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là lữ đoàn nào sẽ thay thế hoặc hỗ trợ lữ đoàn này? Các lực lượng của Ukraine đang vừa tấn công Kursk, vừa phòng thủ ở phía đông và phía nam. Họ đã bị kéo căng. Trong khi đó, 14 lữ đoàn mới thành lập thiếu thốn nghiêm trọng những phương tiện hiện đại. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, hiện chỉ có đủ phương tiện để trang bị cho bốn lữ đoàn. Trong suốt cuộc xung đột tại Ukraine, Điện Kremlin đã vạch ra một số làn danh đỏ, ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu những danh giới này bị Ukraine hoặc các nước bảo trợ phương Tây vượt qua. Ukraine liên tiếp phá vỡ làn danh đỏ. Trong hai năm rưỡi qua, Ukraine được cho là đã liên tục phớt lờ các cảnh báo của Nga, Đầu tiên, Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công bán đảo Crimea mà Nga tuyên bố sắp nhập vào năm 2014. Kiev đã dùng phương tiện không người lái trên biển, sau đó triển khai một loạt tên lửa và UAV, phá hủy thiết bị quân sự, cơ sở chỉ huy và kiểm soát, thậm chí đánh chìm các tàu chiến lớn của Nga và cố gắng phá hủy cầu Crimea. Tấn công Crimea chỉ là bước khởi đầu cho các cuộc tập kích ngày càng táo bạo hơn của Ukraine vào Nga. Trong hơn một năm qua, Kiev cũng tiến hành nhiều chiến dịch tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và quân sự trên khắp nước Nga. Ukraine tấn công các căn cứ không quân Nga cách biên giới nước này hàng trăm km, triển khai UAV phá hủy các mục tiêu Moscow và Saint Petersburg và tiến hành không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga cùng các nhà máy điện ở Moscow. Đây là những mắt xích quan trọng trong hệ thống kinh tế của Nga. Gần đây nhất, ngày 6 tháng 8, Ukraine đã phát động chiến dịch đột kích quy mô lớn vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga. Đây là cuộc xâm nhập lãnh thổ Nga lớn nhất kể từ Thế chiến II. Kiev được cho là đã chiếm khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang có kế hoạch đào hầm và thiết lập một vùng đệm kiên cố ở khu vực chiếm được bên trong lãnh thổ Nga. Kiev cũng thường xuyên sử dụng vũ khí do Mỹ và các quốc gia châu Âu cung cấp để phá hủy cầu đường, tấn công quân tiếp viện, gây ra tổn thất lớn cho Moscow đã có nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu các hành động quân sự liên tiếp của Ukraine nói trên có dẫn tới một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của Nga hay không. Tổng thống Putin cảnh báo rằng nếu Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Anh, Pháp hoặc Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, thì Moscow sẽ coi đây là hành động gây chiến trực tiếp và sự trả đũa của Nga lần này sẽ khác. Sergei Shokan, chuyên gia về vấn đề quốc tế của tờ Kommersen Nga, cho rằng Nga ngày càng thất vọng vì phương Tây dường như không còn sợ chiến tranh hạt nhân do không có sự gian đen nào từ phía Moscow. Phương Tây có lẽ cần một lời cảnh tỉnh hoặc một sự kiện nào đó cho thấy họ có thể khơi mào thế chiến thứ ba nếu các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào Nga leo thang. Theo ông Sergei Shokan, trong chiến tranh lạnh, nỗi sợ hãi chiến tranh hạt nhân đã thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán nhằm hạn chế xung đột và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Đánh giá khả năng Nga dùng quân bài hạt nhân Tổng thống Putin đã nêu lên sự khác biệt giữa kịch bản Ukraine sử dụng các loại vũ khí như tên lửa hành trình của Anh và Pháp, tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất tấn công Nga với kịch bản danh giới đỏ trước đây. Ông cho biết những vũ khí như vậy quá tinh vi, vì, vì thế Ukraine rất khó vận hành. Do đó, họ sẽ cần sự hỗ trợ trực tiếp của NATO như hướng dẫn và kết nối thông tin từ vệ tinh để thực hiện hiệu quả các cuộc tấn công sâu bên trong nước Nga. Ông Putin nêu rõ, điều đó có nghĩa là các nước NATO đang có xung đột với Nga. Do vậy, khi xét đến sự thay đổi bản chất của cuộc xung đột, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa mà chúng tôi đối mặt. Theo giới phân tích, Điện Kremlin dường như đang coi thách thức này là giọt nước tràn ly, trong hơn một năm qua tổng thống putin đã chịu áp lực công khai từ các thành viên cứng rắn trong đội ngũ an ninh do cựu cố vấn chính sách đối ngoại sergei karaganov dẫn đầu nhằm khôi phục khả năng gian đe bằng cách diễn tập một cuộc tấn công hạt nhân để nhắc nhở phương tây rằng nga là một cường quốc hạt nhân không rõ điện kremlin tính đến phản ứng đáp trả nào nếu phương tây dỡ bỏ giới hạn dùng tên lửa tầm xa đối với ukraine nhưng truyền thông nga đã suy đoán về một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân theo giới phân tích, ở mức độ nhẹ, Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với những quốc gia NATO mà Moscow coi là đối đầu nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, Nga có thể tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, điều mà nước này chưa từng thực hiện kể từ năm 1990. Một số báo cáo cho biết bãi thử hạt nhân tại Novaya, Zemlya đã được chuẩn bị cho khả năng đó. Sergei Markov, cựu cố vấn điện Kremlin cho rằng, Nga cũng có khả năng thực hiện phản ứng mạnh mẽ hơn như tấn công các sân bay NATO ở Ba Lan và Romania. Ông Sergei Markov lưu ý, đây là những sân bay mà các máy bay F-16 của Ukraine đang đồn trú. Những máy bay này có thể được sử dụng để phóng các tên lửa của phương Tây vào nước Nga, vì vậy chúng tôi sẽ coi đây là mục tiêu hợp pháp. Theo học thuyết an ninh hạt nhân hiện nay của Nga, nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc đồng minh của Nga và chống lại các cuộc tiến công vào Nga bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga. Tuy vậy, những sửa đổi sắp tới đối với học thuyết này có thể thay đổi hoàn toàn tính toán của Nga trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Sergei Markov lưu ý, các điều khoản mới đang được xem xét có thể hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong bất cứ cuộc xung đột nào trong tương lai. Một sửa đổi khác có thể cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân khi lợi ích chiến lược của nước này bị đe dọa, hoặc dùng vũ khí đó để chống lại các quốc gia không có vũ khí hạt nhân nhưng là thành viên của một liên minh bao gồm các cường quốc hạt nhân nếu họ tấn công Nga. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga không phải là làn danh đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Stoltenberg nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố về làn danh đỏ mà nếu bước qua, căng thẳng sẽ leo thang. Tổng thư ký xâm mãn nhiệm của NATO ủng hộ các nước thành viên đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhấn mạnh rằng nếu điều này xảy ra sẽ không kéo liên minh quân sự vào cuộc xung đột với moscow người đứng đầu nato cũng lưu ý bất kỳ quyết định cụ thể nào về vấn đề trên đều phải do tự từng đồng minh đưa ra vì mỗi nước thành viên có chính sách khác nhau tổng thống putin cho biết kiev không thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nga nếu không có thông tin từ các vệ tinh của châu âu và mỹ vì vậy theo ông vấn đề không phải là việc cho phép sử dụng tên lửa của phương tây mà là sự tham gia trực tiếp của các nước nato vào xung đột liên quan xung đột đại sứ mỹ tại liên hợp quốc linda thomas greenfield cho hay washington đã được biết kế hoạch chiến thắng do tổng thống ukraine volodymyr zelensky đề xuất theo bà thomas greenfield kế hoạch này đưa ra chiến lược rõ ràng mà theo phía mỹ là thực tế nói rõ chúng tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra một chiến lược và một kế hoạch có thể thực hiện được kế hoạch trên là một trong những điều kiện quan trọng để thảo luận sâu hơn về khả năng cung cấp cho kiev tên lửa tầm xa có thể dùng để tấn công lãnh thổ nga mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng trước khi chấp thuận những hành động như vậy họ phải tin tưởng Bộ Chỉ huy Ukraine có một chiến lược rõ ràng nhằm đạt được các mục tiêu quân sự. Trước đó, Washington đã bày tỏ lo ngại xung đột có thể leo thang nếu Ukraine bắt đầu sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trả lời phỏng vấn tạp chí chính sách đối ngoại của Mỹ, ông Stoltenberg khẳng định NATO sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột tại Ukraine, ngay cả khi các quốc gia thành viên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ông cũng nói thêm rằng NATO theo dõi chặt chẽ những gì Nga đang thực hiện trong thế trận hạt nhân của mình. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh lập trường trước đó của Tổng thống Vladimir Putin rằng các nước nato hiện không chỉ thảo luận về việc có nên cho phép ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương tây sản xuất mà về cơ bản là quyết định xem có nên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở ukraine hay không ông nebezia đồng thời cảnh báo nga sẽ đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa với quốc gia diễn biến tiềm tàng này có thể thay đổi căn bản mối quan hệ giữa nga và phương tây nếu quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí thực sự được đưa ra hoặc sẽ được đưa ra điều đó có nghĩa là từ thời điểm đó các nước nato sẽ bắt đầu chiến tranh trực tiếp với nga trong trường hợp này như các bạn chúng tôi sẽ phải đưa ra các quyết định có liên quan tới tất cả những hậu quả mà phương tây sẽ phải gánh chịu Việc sử dụng các loại vũ khí như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có quyền truy cập và dữ liệu tình báo từ vệ tinh của Mỹ và Liên minh châu Âu. Điều này Ukraine không thể làm được. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, hồi tháng 2 năm 2022, phương Tây đã có những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nguyên nhân chủ yếu là lo ngại khả năng leo thang căng thẳng giữa các cường quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đang diễn ra. Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công Nga. Tờ Politico của Mỹ cũng đưa tin rằng Nhà Trắng đang thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu cụ thể. Quyết định chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vài ngày tới có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Việc dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí cho Ukraine từ lâu đã là vấn đề gây chia rẽ giữa các nước phương Tây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tuần trước tuyên bố sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định làm như vậy. Trong khi đó, lập trường của Pháp khá mơ hồ. Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 5 vừa qua tuyên bố Pháp nói chung sẽ không phản đối việc sử dụng tên lửa như vậy. Theo chuyên gia Neja Vicemaya Gazeta của Nga, các quan chức phương Tây dường như hiểu rõ rằng các cuộc tấn công sâu vào Nga không chỉ bằng máy bay không người lái mà bằng bất kỳ loại vũ khí nào do NATO cung cấp đều sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc xung đột. Mỹ cũng đang chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Mỹ. Hai ứng cử viên cho chiếc ghế ở Nhà Trắng, bà Kamala Harris và ông Donald Trump dường như có những ý tưởng khác nhau về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, tại Hội nghị An ninh ở Trung Quốc ngày 13 tháng 9, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga có kinh nghiệm độc đáo trong việc chống lại nhiều loại vũ khí phương Tây ở Ukraine và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với các đối tác. Cụ thể, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng chia sẻ thêm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã tái tạo chiến tranh hiện đại và cho thấy vũ khí của Nga có khả năng đánh bại vũ khí phương Tây. Mỹ-Anh bàn về tên lửa tầm xa Ông Fomin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây đã gửi cho Ukraine những loại tên lửa tầm xa như ATACMS và Storm Shadow SCALP. Cho đến nay, Kiev chỉ dùng những tên lửa này để chống lại lực lượng Nga ở bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, theo nguồn tin thân cận. Tuy nhiên, tờ The New York Times ngày 12 tháng 9 dẫn lời các quan chức châu Âu cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như sắp cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, miễn là không sử dụng ATACMS do Mỹ gửi. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm đầu tiên giữa Washington DC của Thủ tướng Anh Kei Stammer vào ngày 13 tháng 9 theo giờ Mỹ. Anh đã ra hiệu với Mỹ rằng London muốn cho Kiev dùng Storm Shadow SCALP do Anh và Pháp cùng phát triển để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nhưng muốn có sự cho phép rõ ràng từ Tổng thống Biden nhằm thể hiện một sự chiến lược phối hợp với Mỹ và Pháp. Giới chức Mỹ tiết lộ rằng ông Biden vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng sẽ nghe ông Stemmer trình bày vào ngày 13 tháng 9. Theo tờ The New York Times, nếu được chấp thuận, quyết định cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga có thể sẽ giúp lực lượng Ukraine giữ vững vị trí sau khi chiếm lãnh thổ Nga như họ đã làm trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông Biden đã do so dự không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công đất Nga, đặc biệt là sau cảnh báo từ các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga có thể đáp trả bằng cách hỗ trợ Iran nhằm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Cảnh báo mới từ ông Putin trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 9 khẳng định Ukraine không có khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp, theo RT. Ông lưu ý rằng những cuộc tấn công sử dụng vũ khí như thế đòi hỏi Ukraine phải có thông tin tình báo từ cấp vệ tinh NATO, trong khi dữ liệu cần thiết cho việc khai hỏa có thể chỉ được cung cấp bởi quân nhân NATO. Ông Putin cảnh báo rằng nếu quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công lãnh thổ Nga được thực hiện, điều đó đồng nghĩa với các nước NATO đang tham gia trực tiếp cuộc xung đột ở Ukraine. Đại đế Putin nhấn mạnh, sự tham gia trực tiếp của họ đương nhiên làm thay đổi lớn cho bản chất xung đột. Do đó, Nga sẽ đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên mối đe dọa mà chúng tôi đối diện. Thượng nghị sĩ Ven, phó tướng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, vạch ra kế hoạch đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thượng nghị sĩ bang Ohio Ven tuyên bố, ông Donald Trump có một đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, người đồng hành trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận vào hôm thứ Ba với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Đảng Dân Chủ kế nhiệm Tổng thống Joe Biden. Trong một cuộc phỏng vấn trên Postcard, ông Venn nói với cựu hải quân Hoa Kỳ Sir và nhà thầu CIA Sarian rằng Để kết thúc chiến tranh, bạn cần một người mà trước hết mọi người đều khiếp sợ. Bạn cần phải lo lắng rằng nếu Donald Trump hay Kamala Harris nói điều gì đó thì họ thực sự có ý đó. Nhưng bạn tin điều đó với Donald Trump, bạn không tin điều đó với Kamala Harris, đó là sự gian đề. Khi được hỏi về đề xuất hòa bình của ông Trump sẽ như thế nào, ông Venn đã phát thảo một kịch bản mà ông cho là có thể xảy ra. Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền, nhưng Nga nhận được sự đảm bảo về tính trung lập từ Ukraine, nước này không tham gia vào NATO, hoặc các tổ chức tương tự khác, ông Venn nói. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ phải được tài trợ chủ yếu bởi Đức và các nước EU, những nước mà ông Ven cho là đã bảo lãnh cho nỗ lực chiến tranh của Kiev. Ông Ven nói rằng ở Nga, họ sợ ông Trump. Châu Âu lo lắng vì ông ấy, bởi ông thực sự nghiêm túc với những gì ông nói. Theo ông Ven, Moscow, Kiev và EU đều muốn xung đột chấm dứt, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn vì ông Biden ngủ quên sau tay lái, còn bà Harris không biết đang làm gì. Phó tướng Đảng Cộng Hòa nói thêm, chính sách của họ là ném tiền vào vấn đề này. Hy vọng người Ukraine có thể đạt được chiến thắng quân sự, mà ngay cả người Ukraine cũng nói rằng chúng tôi không thể đạt được. Sau đó trong chương trình, Ven cho biết, ông chán ngấy việc lãng phí mạng sống của người Mỹ để làm cảnh sát của thế giới và gọi chính sách hiện tại của Mỹ đối với Nga là ngông nghếch. Ông Ven đã phản đối việc Mỹ tiếp tục tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine, cáo buộc Nhà Trắng không có kế hoạch khả thi cho chiến thắng của Kiev. Trong một bài xã luận trên tờ New York Times vào tháng 4, ông lập luận rằng, để giành chiến thắng sẽ cần nhiều quân hơn mức Ukraine có thể dự thảo và nhiều vũ khí hơn mức mà Mỹ có thể sản xuất. Nga đã tuyên bố tính trung lập của Ukraine là một trong những mục tiêu chính của nước này. Trong khi đó, Kiev đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một danh sách các yêu cầu theo chủ nghĩa tối đa mà Moscow chế giễu là xa rời thực tế. Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, hôm 11 tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành 14 cuộc không kích vào khu vực biên giới thuộc các tỉnh Sumy và Chernigov ở phía bắc Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công vào Semenovka, Ivashchenkove, Volodymyrovka, Bila Bereza, Sloboda, Kindratovka và Popovka. Tính đến 16 giờ cùng ngày, số lượng các cuộc giao tranh đã lên tới 58 cuộc, phần lớn xảy ra ở mặt trận Pokrovske và Kurakove. Trên mặt trận Pokrovske đã ghi nhận 16 cuộc giao tranh, các trận chiến diễn ra quyết liệt nhất là ở Novochorské và Mikhailovka. Trên mặt trận Kurakove, quân đội Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine 14 lần trong ngày 11 tháng 9. Quân đội Nga đã cố gắng tiến vào khu vực Konstantinovka, Ukranka và Kerorika. Nga cũng đã thực hiện 9 cuộc tấn công ở mặt trận Liman nhắm vào Makoka, Neveske, Tereny, Grekoka, Druzeliwoka và Tve-Dolibove, đồng thời tấn công các vị trí của Ukraine trên mặt trận Kupiansk 6 lần. Tại mặt trận Kursk, lực lượng vũ trang Nga đã giành lại một số khu định cư mà Ukraine đã kiểm soát và tiếp tục tiến công trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Quân đội Nga đã có thể thiết lập quyền kiểm soát trên một khu vực rộng khoảng 150 km vuông. Lực lượng vũ trang Nga đang tích cực tiến hành các hoạt động tác chiến, tiến gần đến Severodelkovo, Satsuza, nơi Moscow đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine cuộc phản công của quân đội Nga ở khu vực Kursk bắt đầu sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc và các hoạt động tích cực nhằm giành lại các vùng lãnh thổ mà các đơn vị Ukraine đang kiểm soát ở một số khu định cư biên giới. Trong ngày qua, một số khu định cư quan trọng đã được Nga giành lại, cho phép họ tiến công và chiếm được các vị trí chiến lược quan trọng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị thuộc lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov Al vào hôm 11 tháng 9 tuyên bố, quân đội Nga đã giành lại 10 khu định cư ở Kursk, theo tướng Nga, quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc giữ vững vùng lãnh thổ này sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc được không quân và pháo binh hỗ trợ, đã đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng Ukraine vào khu định cư Apasnovska. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine vào các khu định cư Chekaskaya, Konopenka, Boroki và Fanasyevka. Nga tuyên bố 10 quân nhân Ukraine đã bị bắt trong ngày máy bay chiến đấu của Nga tấn công các khu tập trung quân Ukraine ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Ukraine đã mất hơn 350 quân và 13 xe bọc thép. Tính từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine thiệt hại hơn 12.200 quân, 96 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 77 xe bọc thép chở quân, 656 xe chiến đấu bọc thép, 401 phương tiện, 90 khẩu pháo, 26 bệ phóng pháo đa nòng, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 thiết bị công binh. Một số video được chia sẻ cho thấy lực lượng Nga dường như đang đẩy lùi quân đội Ukraine tại một khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk. Một kênh Telegram thân Nga đã đăng tải các video cho thấy bước tiến của Trung đoàn Cận vệ số 51 thuộc lực lượng nhảy dù Nga gần khu đình cư Sinagos đoạn video được quay từ máy bay không người lái dường như cho thấy một trận chiến ở khu vực nông thôn có sự tham gia của nhiều xe bọc thép. Việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi khu vực Kursk và rút lui ở Donbass có thể dẫn đến việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Đây có thể là kịch bản xấu nhất với Ukraine và sẽ để lại hậu quả mãi mãi. Theo giáo sư người Na Uy, Zen viết trên mạng xã hội X cho rằng, vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk có thể sụp đổ do cuộc phản công của Nga. Giáo sư Glendier Zen cho biết, sau khi tiêu diệt các lực lượng Ukraine xâm nhập Kursk, Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ và giành lại 125 km vuông và 8 làng ở đây. Ông dự đoán về những gì đang diễn ra ở Kursk. Điều này xảy ra rất nhanh và có thể dẫn đến sự sụp đổ rộng hơn của mặt trận Kursk nếu Ukraine không thể ổn định tình hình cũng tiên liệu xấu cho lực lượng Ukraine ở Kursk. Ông Carlo Masala, chuyên gia quân sự tại Đại học Bundeswehr ở Munich, Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Tagesschau rằng việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi khu vực Kursk và rút lui ở Donbass có thể dẫn đến việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Chuyên gia Masala cho hay trong trường hợp xấu nhất, việc Ukraine phải đầu hàng sẽ là kịch bản tồi tệ nhất. Nếu các vị trí ở khu vực Kursk bị mất và nếu Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Donbass, thì Ukraine sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán và thừa nhận rằng họ sẽ mãi mãi mất khoảng 25-27% đến lãnh thổ của mình. Ông Masala gọi diễn biến sự việc này là kịch bản xấu nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine theo thủ tướng ukraine denis shimihai nga đã phá hủy hoàn toàn gần như tất cả các nhà máy điện ở thành phố kharkov đây là tin xấu với ukraine khi mùa đông sắp đến đất nước đã mất một nửa công suất phát điện nhập khẩu điện sẽ không đủ để vượt qua mùa lạnh chính quyền ukraine đã tổ chức chuyển giao các nhà máy nồi hơi di động nhỏ đến thành phố với công suất không vượt quá một mw ông shimihai cho biết độ bền vững về năng lượng sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi vào mùa thu và mùa đông này chúng tôi đã vượt qua ba mùa sửa ấm thành công nhưng mùa đông này sẽ không dễ dàng hơn có thể còn khó khăn nhất Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở năng lượng ở các khu vực Donetsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkov, Kherson và Chernigov. Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận rằng các trạm biến áp đã bị hư hỏng và mất điện ở một số khu vực của đất nước. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine Ukrainecro dự định sẽ điều chỉnh các kế hoạch cho mùa đông sắp tới do các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Hedoman Garushchenko cũng cho rằng mùa đông tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử Ukraine. Theo ông Daluschenko, đất nước đã mất một nửa công suất phát điện, nhập khẩu điện sẽ không đủ để vượt qua mùa lạnh. Việc cắt điện luân phiên có thể kéo dài thêm 2 hoặc 3 năm nữa, do đó hệ thống năng lượng của Ukraine sẽ chỉ được khôi phục vào năm 2027, 2028. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.